Ông Linh Thương do vua Lý Công Uẩn biên soạn. Giai thoại kể rằng Lý Công Uẩn lên ngôi giữa lúc những thế lực phản loạn nổi lên khắp nơi. Nhà vua nhiều phen phải thân chinh đi dẹp loạn. Lý Công Uẩn nhận thấy địa thế núi rừng thâm u tịch mịch, trận đồ thường được bố trí vào các lúc chạm vạng tối, nên rất khó cho binh lính sử dụng binh khí thông thường. Từ đấy ông sáng tạo ra bài pháp U Linh Thương. Ông gom các chiêu thức từ nhiều chiến trận và hợp thành bài pháp này với những chiêu thức liên hoàn, loạn mã tung thương rất sắc bén, và ông truyền dạy cho binh sĩ theo ông đánh giặc.